Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Hà Audio. Và trước mắt bác thì cũng đang là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu Lacman, đã quá là quen thuộc với lại các bác đam mê âm thanh rồi. Và hôm nay thì có cái tên mã model là Lacman L509S các bác nhá. Đối với lại cái thương hiệu Lacman thì cũng là đã quá là quen thuộc với lại các bác rồi. Và đối với cả các bác hay đón xem kênh Thanh Hà Audio thì cũng thường thấy cái thương hiệu Lacman cũng như là Acouphase xuất hiện ở trên kênh đúng không ạ? Đấy. Lacman thì sở hữu cho mình một cái chất âm rất là đặc trưng, rất là trong trẻo và vô cùng là tinh tế đúng không ạ? Một cái chất âm rất là châu Âu, vì vậy mà được người ở bên châu Âu, người chơi châu Âu đánh giá rất là cao cũng như là họ tin dùng và lựa chọn. Và đối với người Việt mình cũng vậy thôi, các cái hãng sản xuất thiết bị audio cao cấp mà đến từ Nhật thì được người Việt mình ưu ái lựa chọn là có hai thương hiệu là Lacman và Acouphase đúng không ạ? Cả hai thì đều sở hữu cho mình một cái chất âm rất là riêng. Đấy, là một tín đồ của một trong hai bên thì rất khó có thể là chuyển sang cái bên còn lại được. Và vì vậy thì thường xuyên là gây nên cái sự tranh cãi giữa hai bên. Và Lacman thì họ cũng có cái thế mạnh của Lacman. Lacman thì cái giải trung và cái giải cao thì nó rất là hay rồi đúng không ạ? Acouphase thì cũng là cái giải bát và cái giải trung rất là hay. Đấy, Acouphase thì họ chê Lacman là có một cái tiếng bát khá là nhẹ nhàng. Đấy, vì vậy mà hôm nay em mạnh dạn là giới thiệu đến các bác về Lacman L509S thì chắc chắn là cái tín đồ của Acouphase thì sẽ không thích cái điều này. Chắc chắn là 509S thì sẽ làm các bác thay đổi cái nhìn về cái chất âm của Lacman có thể làm được ở cái giải trầm các bác nhá. Họ dư sức có thể làm tốt được, nhưng mà có lẽ là vì cái triết lý hay là vì cái mục tiêu mà họ theo đuổi nên là họ không có làm. Cái chất âm của 509F mang lại thì thật sự là thuyết phục, với một cái nước giá thì nó cũng không quá là cao, nhưng mà các bác vẫn có thể sở hữu được một cái chất âm rất là tinh tế ở cái giải cao, kèm theo đó là một cái công suất khủng, rất là khủng, lên đến 240W với trở kháng là 4 ohm cho một kênh, và 160W với trở kháng là 4 ohm cho một kênh nhờ chạy cái mạch class AB đúng không ạ? Vì vậy chắc chắn là các bác sẽ phải giật mình khi nghe cái tiếng bass ở trên 509S. Lần đầu tiên thì được hãng giới thiệu vào cái tháng 10 năm 1998 nhờ sở hữu một cái ngoại hình rất là bóng bẩy và rất là bắt mắt, kèm theo đó là một cái mức giá nó không quá là cao đúng không ạ, kèm đi kèm một cái chất âm rất là nội lực, vì vậy mà được người chơi mình rất là ưu ái và lựa chọn. Thì như các bác đã thấy thì 509S thì có một cái thiết kế ngoại hình nó cũng khá giống với lại với cái đầu 505 L505 này, 505S đúng không ạ, hoặc là S2, rồi thì là 507S2, nhưng mà 507S2 và 509S thì sẽ có một cái vỏ bóng pialo này các bác nhá, nhìn gì sẽ bên ngoài nhìn thì sẽ rất là đẹp các bạn. Sở hữu cái kích thước chiều ngang ở đây là 46,7 và chiều cao là 17,9, chiều sâu ở đây là 44, trọng lượng của này là 22 cân các bác nhá. Lacman thì họ luôn luôn là với một cái thiết kế rất là quen thuộc rồi. Các bác sẽ có một cái mặt trước này được làm bằng một cái tấm nhôm và được sơn, được họ sơn phủ bằng một cái màu sơn màu vàng đồng đúng không ạ? Rất là hay. Đây. Và em này thì được thiết kế, được hãng thiết kế theo cái dạng đối xứng. Các bác sẽ có là bên tay trái thì sẽ là selector, bên phải thì sẽ là volume đúng không ạ? Bên trên này thì sẽ là một loạt các cái sộp vào để cho các bác kết nối với cái đường ăn chơi, và tất cả các cái sức mạnh cũng như là các cái công nghệ mà các bác có thể thao tác được ở trên này thì họ cũng đã đều là được làm phô diễn hết ra bên ngoài rồi các bác nhá. Đấy, em này thì sẽ vẫn cho phép các bác là căn chỉnh như là bát, tép và ba lăng đúng không ạ, kèm theo đó là một loạt các cái chế độ để các bác nghe nhạc như là Nine Star, Subsonic hay là Loudless cũng được hãng tích hợp ở trên cái em máy này. Đấy. Kèm theo đó là em này thì các bác có thể là chơi được với lại hai cái cặp loa riêng biệt như là A hoặc là B, cũng như là các bác cũng có thể là đánh hai cái cặp loa cùng một lúc luôn là A cộng B đúng không ạ? Đấy. Rất là tiện khi mà các bác có từ hai cái cặp loa trở lên đúng không ạ? Và sau đây thì em cũng xin được bật máy lên để giới thiệu cho các bác về hai cái đồng hồ vu này có nhá. Hai đồng hồ vu thì được đặt ở chính giữa tạo nên cái sự cân xứng, và cái đời này thì các bác sẽ có là cái đồng hồ vu thì cái dạng là cái dạng nét màu vàng các bác nhá. Ban đêm thì nhìn rất là lổi tại vì là cái điện vàng nó bật lên thì các bác cũng rất khó có thể làm cảm nhận được đúng không ạ? Đấy, và sau đây thì em cũng xin được
tắt máy đi để giới thiệu với các bác về hình thức của em này có nhá. Hôm nay thì em về được một cái máy hình thức thì còn đẹp xuất sắc các bác nhá, không có cấn cạnh cũng như là cái vỏ này, những cái vỏ này về hàng thì rất hay là bị vỡ các bác, tại vì là nó là cái vỏ phủ bóng, vỏ bằng gỗ. Vì vậy mà vận chuyển thì họ chỉ cần hơi quăng quật một chút xíu thôi là những cái viền này nó bị nứt ra luôn đấy ạ. Đấy, em này thì về hàng thì không bị cái đấy, rất là may mắn đúng không ạ? Làm những cái mặt hàng này thì khi nào mà về đến Việt Nam gửi được cho khách rồi, đấy, về đến đây vẫn đẹp thì cũng chỉ là mới lo lắng được hết lo lắng được một phần thôi, khi nào mà đến tay khách hàng mà cái hồi này nó vẫn còn đẹp đấy thì mới hết lo được đấy. Các bác sẽ có một cái thùng thì cái vỏ thì sẽ được sơn phủ bóng piano, bên ngoài thì các bác nhìn cực kỳ là đẹp không nhá. Cầu loa cũng được làm theo cái dạng tiêu chuẩn của hãng này, rất là dày dẫn, rất là cứng cáp đúng không ạ? Các cái giắc kết nối phía sau thì cũng còn cực kỳ là mới, gần như là chưa có, họ chưa có sử dụng nhiều đấy ạ, còn rất mới, các bác đã thấy đấy, không có cái hiện tượng bị mòn đi đúng không ạ? Đấy, rất là hay. Hỗ trợ cho các bác là hai cái đường ba lăng đúng không ạ? Em này thì sở hữu cái CD là V902-10309B các bác nhá. Hàng về từ Nhật vì vậy mà các bác sẽ có cái điện áp tiêu thụ đây là 100V, điện áp là 100V, điện áp tiêu thụ là 275W các bác nhá. Đấy. Bên này thì cũng vậy, không có cấn cạnh hay là xước sát gì đúng không ạ? Rất nhiều các cái chế độ chơi hỗ trợ cho các bác chơi follow luôn này. Đấy, chơi băng này, làm rè này, hoặc là làm bao này. Đấy, đầy đủ các cái chế độ để cho các bác kết nối cũng như là lựa chọn đúng không ạ? Follow thì các bác chỉ có này là chơi MC thôi đúng không ạ? Cái này về hàng thì các bác sẽ có là một cái dây nguồn và một cái dây nguồn ở bên shop bên kia gửi về các bác nhá, và một cái khiển zin. Đấy, khiển màu vàng zin theo máy. Hình thức đẹp xuất sắc rồi và với một cái mức giá cũng rất là dễ chịu, chỉ có 53 triệu thôi thì các bác cũng đã có thể sở hữu được một cái máy với công suất cực kỳ là khủng. Đấy. Sơn phủ bóng piano các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Em đã về test chạy già 2 hôm rồi, không có cái hiện tượng gì cả, mặt mũi thì cũng không bị cấn cạnh hay là xước sát gì cả các nhá. Đấy, 98-99%. Những cái con máy như thế này mà cũng đã trải qua được cái quãng đường khá là dài rồi nhưng mà gần như mới các bạn. Đấy, các bác như các bác đã nhìn thấy thì các cái cạnh này thì cũng không có bị cấn. Đấy, rất là họ rất là giữ gìn. Đấy. Và cái video này thì chắc là em cũng xin được dừng tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video và các bác quan tâm về cái sản phẩm này thì hãy nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho em để có một cái mức giá tốt nhất coi nhá. Đây, em xin nhắc lại là đây là một cái con máy cũng là nằm trong cái phiên bản giới hạn các bác nhá. Limited Edition. Vì vậy mà cũng rất hiếm trên cái thị trường các bác. Không có nhiều đâu. Và đặc biệt là tìm được một cái con máy nó mới như thế này thì gần như là nó rất khó các bác nhá. Đấy. Bên em làm thì về hàng thì có như nào em bán như thế, không có sơn sửa hay là tút tát lại đâu các bạn. Đấy, có thế nào để em bán y xì các bác như thế luôn nhá. Hẹn gặp lại các bác trong một cái video sớm nhất để tiếp tục là giới thiệu các cái sản phẩm về hàng và test thử về cái sản phẩm các bác nhá. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.